Chị Google ơi, chị cho em hỏi bây giờ em với nhỏ em của em đang ở Tiền Giang nè chị, mà có 50 ngàn trong túi hà. Bây giờ mình ăn ở đâu được chị, với là địa điểm ở đâu luôn chị? Tôi nắng làm gì buồn cho anh hai? Đói bụng. Đi Tiền Giang ăn không? Đi Tiền Giang chơi nè. Hả? Đi Tiền Giang Đi chơi ăn hả? đi ăn. Đi ăn. Bây giờ trưa nắng. Mình đi ăn sáng đi. Ok. Nhị cha ông nội này chứ. Bây giờ nhân cái buổi trưa nắng này anh hai sẽ dẫn em gái đi ăn sáng. Để coi coi sao bóp còn còn bill không ta. Ê, bill này mình có đổi thành tiền được không ta? Không không không, trời ơi gì trời, là có dắt em gái đi ăn dữ chưa? Rồi sao đủ ăn sáng 500 đồng. Mày 500 đồng. 1.000 đồng. Ê, còn được 50 ngàn nè. đi được rồi, đủ rồi, đi trong 50 ngàn đi ăn đủ rồi. Mời mọi người cùng theo chân anh em mình giữa trưa nắng cầm 50 ngàn đi ăn sáng. Con em của tôi nó báo quá mọi người ơi. Mọi người nhìn mình nhìn ngoài đường kìa. Nắng muốn cháy da luôn vậy. Có gì đâu mà báo biết à. Nó rủ mình đi qua Tiền Giang ăn sáng với 50 ngàn. Mà bây giờ nè, bây giờ là 3 giờ chiều, rủ đi ăn sáng với 50 ngàn. Em tôi nó báo quá mọi người, chịu hết nổi đấy rồi. Mọi người, như mọi người thấy trên màn hình thì đặc sản của Bến Tre tụi tôi đó là vậy đó mọi người. Hướng từ Bến Tre qua cầu Bạch Miễu. Dạ thì mọi người thấy rồi đó. Em gái tôi nó báo quá trời báo luôn. Tôi nắng, tôi đang đói bụng. Sáng giờ tôi đâu ăn đâu. Đó, rồi vậy là kẹt xe là vậy nè. Rồi không biết có qua được tới bên Tiền Giang nữa không á. Mà tôi đó giờ tôi ở Bến Tre không mà, tôi đâu qua Tiền Giang đâu. Không biết đồ ăn bên đó luôn. Rồi kẹt xe nữa là vậy nè. Nãy giờ là mệt dữ lắm rồi đó. Báo quá báo đi em gái ơi. Lâu báo anh có một bữa mà anh chửi quá à. Nắng quá trời nắng luôn rồi. Chào mọi người, anh em tôi đã qua tới Tiền Giang rồi mọi người ạ. Sau một cái kiếp nạn kẹt cầu. Bây giờ hồi đó giờ mình nghe người ta nói là Google là cái gì cũng biết mọi người. Thì mình cũng ít qua Tiền Giang. Đó giờ mình hỏi thăm chị Google. Với 50k mình sẽ ăn được những cái gì ở đây và ăn ở đâu? Chị Google ơi, chị cho em hỏi bây giờ em với nhỏ em của em đang ở Tiền Giang nè chị, mà có 50 ngàn trong túi hà. Bây giờ mình ăn ở đâu được chị, với là địa điểm ở đâu luôn chị? Mình hỏi nhiều quá chứ mình hỏi chậm quá sao sao mọi người đọc không có hết mọi người ơi. Nó ra được có nhiêu đây à, mình lỡ mình sạch luôn nha, coi nó có ra không mọi người. Ủa sao ra Ngô Kiến Quy 300 triệu, nhạc trẻ thiếu nhi bé Sương Mai, cô bé Tiền Giang, ghê đâu không mọi người ơi. Gì Bởi vậy? vì ai nói chị gỗ Bởi gì vì cũng ai? biết đâu, rầu hết sức luôn, giờ không biết ăn như bên Tiền Giang nữa nè. Mệt ghê vậy đó.
một cái bánh này luôn, cái bánh này bao nhiêu chút? Hai cái gỏi cuốn với hai cái bánh lăng này không? À, mấy em về đây à, lấy luôn. Lấy bịch ớt riêng. Bao nhiêu? Hai sáu. Hello mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Sau một khoảng thời gian ròng rã đi kiếm đồ ăn, đây cho mọi người coi. À, hồi nãy là mình ăn kem thì hồi nãy mọi người thấy rồi nha. Do kem nó phải ăn liền chứ không phải bị chảy. Hai cái gỏi cuốn đó, mình một cái với lại con em báo mình một cái. Nó báo mình quá mọi người. Cái này là bánh lăng. Đó, giống như cà phê vậy mọi người. Hai cái á. Này cô chủ có bỏ vô chung thành một luôn. Đó, tự nhiên tắt rồi. Cái bộ này của mình là 26.000 nha mọi người. Với lại hồi sớm kem là 14.000. Vậy là chẳng 50.000. Cho một bữa ăn sáng. Còn hai cái bánh nữa anh trai ơi. Bánh đâu? Cái bánh cộng. À quên. Ủa vậy là 26 còn 14 ra nhiêu? Đúng là anh hai báo. Cái bánh còng này là 10.000. Rồi vậy đó. Vậy mới đủ là 50.000 nha mọi người. Đây. Đây là bữa sáng của hai anh em nhà báo. Đúng bữa sáng rồi phải không mọi người? Nói sáng vậy thôi chứ bây giờ là gần 4 giờ chiều rồi thì hai anh em tụi tôi mới bắt đầu ăn sáng. Rồi bây giờ để mình ăn thì hồi sớm là mình ăn kem rồi, bây giờ mình ăn ăn gỏi cuốn đi. Ủa rồi bây giờ lấy cái này nó đựng nước cắm nó luôn đi anh hai, mình đang ở bụi mà. Ơi này đúng là mình làm cái này đúng là mình làm giống như là ăn nhân giả vậy mọi người. À sắp tới mình có làm vài clip ăn nhân giả, mọi người xem video ủng hộ mình nha. Ô em báo mình ăn cay được không ta? Được, được anh hai. Được luôn hả? Anh hai gì đâu mà không biết ý của em gái mình vậy trơn á. Ừ. Thấy nó em mình vậy thôi chứ ở nhà mình không nói chuyện với nó mọi người ơi. Chỉ có đi quay clip mình dẫn đi vậy thôi á. Chứ ở nhà là mình không có gặp mặt nó, không có nói chuyện nữa. Sáng mở mắt ra đi mất tiêu à. Nó đi tới tối nó mới về. Mà tối là mình ngủ rồi mọi người. Bởi vì anh em mình thôi. Vì khi mình quên nó là em mình luôn á. Ngộ vậy đó. Rồi, để bây giờ mình review nha. Cái gỏi cuốn này mình mua ở ngay chỗ giếng nước Tiền Giang mọi người. Cái quán hồi nãy tên gì mình quên mất tiêu rồi. Có gì mọi người xem clip mọi người thấy bản hiệu comment dưới giùm em. Wow anh hai. Tổ chức review đi ạ. Nhìn tay mình nó dơ nha. Do sáng mình sửa xe rửa nó chưa ra. Để ăn thêm cái nữa thôi.
chưa cảm nhận được. Chắc nó ngon quá hay sao phải ăn thêm một cái này mọi người. Mà mọi người ăn nha. Sơ sót quá nãy giờ chưa có mời. Ngon. Cái nước chấm ngon. Vừa ăn. Ớ còn chủ cô cho mình cũng vừa đó. Nó cay cay nhẹ nhẹ. Nói luôn là không có quá mặn nha. Có vị ngọt vừa vừa. Khẩu vị mình là vừa ăn á. Quá đã. Ngon, ngon quá. À. Sao? Hồi này mình để lại cho con em báo mình để hồi nó chửi mình. Nó hung dữ lắm mọi người. Thấy vậy mới nó hiện đâu. Tiếp tục bây giờ mình sẽ làm cái món nước. Đó. Món nước xong rồi mình sẽ ăn tới món khô. Ủa sao cô chủ cô cho có một cái vậy ta? Ơi, mẹ cái tình. Ủa vậy là cái này là một người hay là hai người? Em nào dám ăn, để em nhường cho anh hai ăn chứ. Hồi nãy mình quên. Quên xin thêm. Nhìn bánh lăng nó giống cà phê quá ta. Đó giờ mình không ăn cái món này. Đây là lần đầu tiên mình ăn món bánh lăng này luôn á. Ở lúc mà xách cái bịch ra mình có tưởng đâu là cậu làm trên lộn như mình ly cà phê không. Anh là người nào xuống vậy? Ủa cái này mình múc, múc vậy hả? Đúng rồi, anh người ở đâu hả? Anh nhỏ lớn giờ ở trên núi. Anh múc sao nó bả hết trơn rồi. Thì cứ ăn đi. Bánh lăng này á, lần đầu tiên ăn ngon. Sorry mọi người nha, mình không có rành về bánh lăng. Ủa bánh lăng này là nó được làm từ gì? Tính. Tính hả? À ý của tôi. Thành phần này con em báo mình nó review nha. Chứ mình không có rành mấy cái này. Không, con em báo này cũng nhớ nữa. Mình là chỉ giỏi ăn thôi. Nhưng mà được, ngon, vừa ăn. Vừa ăn đối với mình. Mình xài muỗng đi. Để ống hút hồi cho nó. Hồi nó chửi mình đó. Đấy. Mình chạy xe nãy giờ nó tan nước rồi. Chứ ngon lắm. Bây giờ mình ăn được. Tới bánh còng. Ê, bữa sáng ăn gì là no lắm rồi mọi người. Đó à. Mệt. Ngon quá. Một bữa ăn sáng đầy chất dinh dưỡng. Bánh này thì nó có tinh bột. Rồi cỏ cuốn này cũng có tinh bột, chất xơ. Rồi có tôm nữa, hải sản nữa. Cái bánh lăng này như có protein nữa. Đây là có đường nữa nè. Không. Có rất nhiều chất dinh dưỡng. Hồi nãy mình ăn kem nữa. Ngon quá. Để lại một phần. Rồi cho em báo nè. Rồi đây là của nó. Có thúc một buổi chiều buồn. Thử hết, ăn 50.000. Phải vui chứ anh Đại. Phải vui. Anh hai mình chung với em gái phải vui chứ. Rồi. Không, ý là hồi nãy là nói là đang buồn nên ngủ đi ăn. Bây giờ sau khi đi qua đây xong rồi vẫn chưa hết buồn. Mặc dù đã no. Sao vậy?
buồn, người ta chạy xe mệt quá, thiệt nắng lắm mọi người ơi. 2 giờ chiều mà nó ngủ mình đi ăn, tâm thứ mình còn đúng 50.000 thôi. Rồi đại học mình quên đem theo cái kiến. Cuối cùng thì hai anh em nhà báo mình cũng đã hoàn thành được thử thách. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Rồi, được rồi. Bye bye đi, bye bye mọi người. Tổng chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nữa nha. Giờ thì mình tắt máy quay để cùng ăn với nó. Nãy giờ nó đói lắm rồi.